không nấu là nước này nó bị chua không biết nấu. Dạ đúng rồi, không biết là nó dễ bị chua hết con. Nó bị chua với cái cọng bánh này nó mở rồi đổ lông luôn đó. Dạ. Cá thì bán đắt lắm thật nhưng mà nhiều quá mình bán không kịp. Dạ. Bánh cam thôi ha. Đây ông thành phố gọi. Ủa là khách ăn bánh canh rồi. Có nhìn gì trong không em gái? Đậu xanh. Nó bảo là kẹt xe luôn đó. Đậu. Đậu xanh nè. Một phần bánh canh thêm này là bao nhiêu? 5 ngàn. Wow. Cái này tới chiều vẫn trong. Dạ. Yeah. Nhưng mà người ta không biết nấu là nó đục nha. Đục hết là dễ là không ăn đúng không? Con thấy là cái cách nấu này là cũng một cái bí quyết cô nấu mà cái nước nó trong gì nè. Dạ. Bí quyết này chắc đâu chia sẻ được ha cô Tiết. Dạ. Nồi cơm của mình mà. Dạ. Lỡ như có ông đầu bếp năm sau nào ông lại ông mua cái bí quyết này khoảng 50 triệu cô bán không? 100 triệu rồi chưa ừ nữa đó chứ đó mình ăn chậu. Dạ. Cái thằng đó ở Cần Thơ lại năng nỉ mấy tháng luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. 100 triệu chịu bán lấy mấy hồi. Dạ. Yeah. Ngu gì chỉ bí quyết còn ta rồi mình nhịn đói. Dạ. Yeah. Như ví dụ như 200 triệu cô chỉ không cô? Dạ. Như cô cũng chỉ chứ không? Bí quyết không chịu. Dạ. Nó mà lại đeo theo là một tháng mấy thằng 2 tháng trời nó năng nỉ tôi đó. Dạ. 100 triệu để lên bạc tôi nói chú đem 500 triệu chú để tôi vẫn không chỉ. Dạ. Chỉ người ta là rồi xong rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà 500 triệu đó là mình lấy về mình chịu bán đâu có bao lâu thì được rồi. Dạ. Không chỉ. Một bí quyết. Đừng nói nhiều người ta ham người ta hốt tiền á. Dạ. Tôi ham. Tại sao chú lại kết hợp mình chọn cái bánh cam này để mình ăn chung với bánh canh chú? Chúng ta nè. Dạ. Nó rất là ngon. Mình đỡ vô đây ăn nó ngon hơn, tại vì ít của mình đó. Dạ. Có người thì ta ăn bánh ba cái bánh giò chú quậy. Dạ. Nhưng mà ăn bánh cam này thì chứ cái này ăn rất là ngon, nó béo. À, béo béo mà nó có độ giòn giòn hết chú ha. Dạ. Béo nó giòn giòn, nó mặn mặn. Dạ, ăn kết hợp vô rất là ngon. Dạ, rất là ngon mấy vị. Bánh này trong mình nó ra. Dạ. Mình ăn vô cắn vô nó hơi mặn mặn, nó giòn giòn, nó béo béo. Dạ. Bánh cam này có thể để lâu được quý vị. Cảm nhận cá nhân của ẩm thực phố thì để lâu ăn cũng rất là im á. Cho hết vào luôn. Ẩm thực phố xin chào buổi sáng cùng toàn thể quý vị nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì ẩm thực phố đang có mặt tại tiệm bánh canh, bánh cam Tiết. Ở đây là trước mặt quý vị đó là núi Tô á. Cái điều đặc biệt hôm nay ẩm thực phố mới giới thiệu cho quý vị á là bánh canh mà quý khách bà con ở đây ăn kết hợp chung với bánh cam, một điều rất là độc đáo quý vị ha. Đây ẩm thực phố sẽ mời quý vị cùng tham quan một vòng về tiệm bánh canh bánh cam của cô ở đây nha quý vị. Đây là không gian quán. Nói là rất là mát mẻ luôn quý vị. Đây thì chị gái nè với bé đang dùng hai tô. Dạ chào chị. Thường ngày có ghé đây ăn thường không chị? Dạ. Dạ. Chị là người Khmer hả chị? Dạ. À. Tiếng Khmer mà gọi bánh canh là gì chị? Là bánh canh luôn. Là bánh canh luôn. Dạ. Dạ. Wow. Trước giờ em mới biết luôn đó quý vị. Đây. Chị để miếng ớt vào rất là ngon luôn quý vị.
Em chúc chị và bé ngon miệng nha chị. Này thì ẩm thực phố sẽ vào trong để giới thiệu cho quý vị xem nha. Đây là không gian quán ở phía trong nè quý vị. Đây lượng khách thì khách địa phương ở đây cũng như là khách du lịch tới vậy lại ăn rất là nhiều. Cái điều đặc biệt ở đây là bánh canh mà được ăn khi khách ăn với bánh cam ấy vậy. Mời vị cùng tham quan chút xíu nha quý vị. Đi lên 5 quy á, ta quay đủ đủ đầm á. Dạ. Con shop á mới có người làm ngon nghe chứ ngoài này bình thường. Dạ. Nước đá cho khác á. Chị gái múc thịt siêu nhanh luôn vậy. Thịt hành, tiêu, tỏi phi. Không làm nhanh làm đâu có kịp. Dạ. Tại sao mà khách lại ăn chung với bánh canh với bánh cam cô Tí? Hồi đó mình bán riêng. Bán riêng hả con? Để cái bên còn cho bẻ vô người ta ăn. Dạ. Thấy ngon rồi mình làm luôn. Dạ, rồi mình bán luôn hả cô ha? Vậy là lúc trước là cô bán riêng. Dạ. Cái bên người ta ăn chung với bánh canh luôn. Bẻ cái để vô. Dạ. Bẻ để vô ăn ngon. Khi mình làm vậy luôn. Dạ, kêu làm vậy luôn. Với nghề bánh hay nghề gia truyền, dòng họ tôi nghề bánh không? Dạ, vậy là người bánh cam là cũng là người gia truyền của dòng họ cô Tí. Dạ. Cái quẩy cũng chuyên nhà luôn. Dạ, tự toàn làm là tự bán, không có mua của người ta lại. Dạ, toàn bộ. Chia sẻ ngày xưa là bán hai loại bánh cái bên, trên ta thấy ăn được cái để vô chung. Cái tạo trở thành thương hiệu như vậy. Cái này đó bà già bà bán. Dạ. Rồi tôi chiên bánh tôi để cái bên tôi bán. Dạ. Cái bẻ người ta ăn. Thành thương hiệu luôn đúng không? Người ta ăn được đó, cái mình mầm. Dạ. Lúc trước là cụ ở nhà bán bánh canh. Dạ. Dạ, cụ nhà mất rồi. Thì bây giờ là cô phải đảm nhiệm hai vị trí luôn. Bán bánh canh và bánh cam. Bánh canh này là cô làm nhà hay là mình cái mua này mình đặt tay á? Đặt ép. Làm không nổi chứ rồi. Dạ. Hồi xưa là không có bán bột này, xưa bán bột sắt. Dạ. Cực quá đặt có nổi. Sắt cực lắm. Cực lắm. Cái làm như cái loại bánh này cái nước nhìn con thấy nó trong nó trong cái này phải dạ. Trong rồi dạ. Cái bột sắt nó mới lên dạ cái kia nó mới có nhựa nó mới lên dạ cái này tới chiều vẫn trong dạ nhưng mà người ta không biết nấu là nó đục nha đục hết là dạ. Dễ là không ăn đúng không con thấy là bọc nhỏ nữa nè, 5 cái cách nấu này là cũng một cái bí quyết cô nấu mà cái nước nó trong gì nè dạ bí quyết này chắc đâu chia sẻ được ha cô Tí. Dạ. Nồi cơm của mình mà. Dạ. Lỡ như có ông đầu bếp năm sau nào ông lại ông mua cái bí quyết này khoảng 50 triệu cô bán không? 100 triệu rồi chưa ừ nữa đó chứ đó mình ăn chậu. Dạ. Cái thằng đó ở Cần Thơ lại năn nỉ mấy tháng luôn. Dạ. Đây vì đây là cô chia sẻ là một bí quyết nấu bánh canh chứ không phải là quý vị nhìn thấy cái nước rất là trong. Phải đầu bếp. Nhà hàng năm sau mà lại mua có 100 triệu mà cô vẫn chưa gật đầu nữa đó. Chỉ cho chú đi, chú về chú mở ở Cần Thơ, giờ chú bán chứ không bán đâu chú. Chú bán gần tôi gần không sợ. Dạ. Mở sát tôi cũng không sợ. Dạ. Nhưng mà không phải ở Cần Thơ, nhưng mà tôi không có chỉ, ngày chú đâu có chỉ. Ủa sao mà cô không truyền lại mình lấy 100 triệu? Dạ. 100 triệu chịu bán lấy mấy hồi. Dạ. Còn ta rồi mình vẫn nói. Dạ. Như ví dụ như 200 triệu cô chỉ không cô? Dạ. Như cô không chỉ chứ. Như quyết không chuyện dạ. Cô có truyền nghề cho con cháu con gia đình cháu thì bây giờ thì chứ nó chưa chịu làm tại dạ. Vì nó cực quá nó không làm. Tại ta cũng có nghề có cơ sở của người ta. Dạ. Nhưng mà cũng phải có người truyền chứ.
Dạ. Cái giờ thì nó không làm rồi đó, nó theo chồng nó sợ rồi đó. Còn dạ. Ở chung. Mà nữa thì nó làm thì mình chỉnh, nó không làm mình tính nữa. Dạ. Vậy là cô có dâu. Dâu dễ con. Dạ, nhưng mà vẫn chưa chỉ lại cho con cái tôi ha. Không chịu làm. Dạ. Bực lắm chú, 2 giờ là tôi thức rồi. Dạ. Mấy giờ là bắt đầu sẽ bán bánh cô tí? 6 giờ là dọn. Dạ, 6 giờ là có. 2 giờ là mình thích chiên 3 cái bánh hết á. Dạ. Chiên xong rồi mới quay qua mấy vụ này là dọn ra là bán. Dạ. Bán. Chỉ đâu cái chú đó mà lại đeo theo là 1 tháng mấy là 2 tháng trời nó năn nỉ tôi đó. Dạ. 500 triệu để lên bà, tôi nói chú đem 500 triệu chú để tôi vẫn không chỉ. Dạ. Chỉ tao là rồi xong rồi. Dạ. Nó bán rồi, cũng như mình rồi. Nhưng mà 500 triệu đó là mình lấy về mình... 500 triệu tôi chịu bán đâu có bao lâu tôi được rồi. Dạ. Tôi không chỉ. Nhưng mà một bí quyết. Không. Đừng nói nhiều người ta ham, người ta hốt tiền á. Dạ. Nhưng mà tôi không. Nó là một cái nghề gia truyền cô nó là đời thứ mấy rồi cô Tí? Không, mới có mẹ tôi tới tôi à. Dạ, vậy là mới có 2 đời à, phụ nhà. Cô là có gốc người Khmer gì không cô Tí? Người Việt mình á. Dạ. Sống ở đây là hồi người ta đi Hậu Giang đó, đi kinh tế mới đó. Dạ. Là nhà tôi trên chợ đó, trên huyện, trên Chi Tôn á. Dạ. Ta đưa xuống như này. Dạ. Đưa xuống này đó, tôi còn nhớ xíu gì nè. Dạ. Rồi ở sau này mới về ra ngoài này. Dạ. Ở chung với người Nguyên rồi nhỏ lớn. Dạ. Nhìn đó tôi người Việt cũng lạ. Dạ. Tại mình nói chuyện tao cũng biết. Dạ. Tôi nói chuyện tiếng Khmer là bẻ cây luôn. Dạ là cô vẫn biết luôn hả cô? Gần luôn, dạ, ở đây nhỏ lớn. Dạ. Nếu mà ơi, cháu tôi kìa. Lớn mà nó nói gần hết trơn. Dạ. Ví dụ cô chào khán giả là mình chào làm sao cô? Tiếng Khmer á cô. Hả? Chào là sóc sờ bay. Sóc sờ bay hả cô? Mạnh giỏi. Dạ là chào mạnh giỏi hả cô? Cô Tí. Dạ. Nhưng mà mình không cần nói tiếng Khmer đâu. Người dân tộc giờ ta nói tiếng Việt trơn à. Dạ. Mình nói ta biết ta hiểu chưa? Còn ví dụ như mình chúc nhiều sức khỏe là mình chúc làm sao cô Tí? Là bay đó, là mạnh giỏi đó. Dạ, là chúc hết trơn luôn đó ha. Dạ. Con nghe ông chú Bảy con, lúc trước ông quen là thím Bảy con á. Ông nói là Arsalan Bote đó là anh cái... Là anh thương em. Anh thương em. Dạ. Arsalan Bote. Dạ, Arsalan Bote hả cô Bảy? Dễ gì tôi chỉ cũng chuyện nghề đâu vậy. Dạ, 200 triệu mà cô Bảy vẫn chưa chịu nữa đó. Không phải là không chịu mà dạ. Không có tiền. Dạ là không có tiền chứ không phải là không chịu. Dạ. Chứ gặp tiền ai mà không thích tiền. Dạ. Nhưng mà mình chịu bán đâu có lấy gì mấy thòi 200 triệu đó. Dạ. Mình chỉ người ta chỉ như xong mẹ đó là mình bán cái thòi. Dạ. Thịt này là thịt heo xào. Heo xào quá ha. Ăn đây không biết bao nhiêu năm rồi, từ lúc má chỉ tới giờ. Vậy hả? Cũng lâu đời quá hả? Lâu rồi. Dạ. Cái khẩu vị mình thấy sao không? Thì nó rất là ngon. Dạ. Tại sao chú lại kết hợp mình chọn cái bánh cam này để mình ăn chung với bánh canh chú? Bánh cam này. Dạ. Nó rất là giòn. Mình đỡ vô đây ăn nó ngon hơn. Tại vì ít nhất chứ rồi đó. Dạ. Có người thì ta ăn bánh ba cái bánh giò chú Quậy. Dạ. Nhưng mà ăn bánh cam này thì chứ cái này ăn rất là ngon. Nó béo. À, béo béo mà nó có độ giòn giòn hết chú ha. Dạ. Nó béo nó giòn giòn nó mặn mặn. Dạ, ăn kết hợp vô rất là ngon. Dạ, rất là ngon mấy vị. Tại vì bánh cam. Nhưng mà cái này thì thấy trụng hơi lâu không bánh mì hết chú ha. Đúng là chị bán về tại má chị bán hồi đó bán nhỏ bán. Dạ. Bán cặp mé lỗ rồi. Chắc hồi đó có 2-3 ngàn bạc đô quá nè. Đô 5 ngàn. 5 ngàn cũng quý lắm. Dạ. Là cách đây cũng lâu năm rồi chú. Năm. Dạ. Mai chị chắc cũng 30 năm. Dạ. Hoặc là lúc trước là ba chú dắt lại để ăn. Chú lớn tuổi lắm rồi hả? Dạ. Năm nay chú 58 rồi. Chú 58 rồi. Là chú ăn là tại sao chú lại biết cái quán bánh ở đây chứ? Tại vì mình chở đồ mà, tôi chạy xe lôi á. Dạ, lúc trước là chú chạy xe lôi ngang đây. Dạ. Xe lôi chở đồ nè. Ngày dạ. Tối mình ghé vô mình ăn. Dạ. Cảm thấy ngon thì mình ăn hoài, ăn hoài. Dạ. Tối thì chạy xuống vừa rẻ vừa ngon nữa. Chú ăn suốt mấy chục năm nay luôn.
Ngày nào chú cũng ăn chân hả chú? Không, mình chở đồ xuống mình mới ăn. Tại nhà thì nhà ở trên chợ. Dạ. Mình chở đồ trên đường đi, cái đói thì ghé vô ăn. Dạ. Có khi nào chú đi chỗ khác mà chú lại ăn kết hợp gì không chú? Dạ. Đừng chỉ. Là đó giờ tôi chưa từng ăn chỗ nào. Dạ. Chú này giờ ghé vô đây ăn hết thì đi về. Dạ. Chứ không có ăn chỗ khác. Bên đó cũng có, đó có xịt đắng luôn. Dạ. Bánh cam đây thì chỉ cắt nhỏ cái gì nè quý vị. Dạ. Chắc cái vị bánh cam này chắc cô cũng nêm nếm cũng có vị mặn mặn rồi chú ha. Nó mặn mặn là do cái nhân á. Dạ. Nhưng cái bởi ấy nó hơi cứng cứng còn bọt này, đâu có nêm. Dạ. Thấy cái nhân này trong là nó ra nè. Dạ. Mình ăn vô cắn vô nó hơi mặn mặn, nó giòn giòn, nó béo béo. Dạ. Quý khách ăn với cái quen luôn quý vị, ăn chung với bánh cam cảm thấy rất là ngon giòn như chú chia sẻ đó quý vị. Con cảm ơn chú rất là nhiều nha chú. Cô chú ở phía chồng cũng kêu một tô bánh vậy đó quý vị. Thường ở đây quý khách sẽ ăn với bánh cam rất là nhiều. Không nấu là nước này nó bị chua, không biết nấu. Dạ đúng rồi. Không biết là nó dễ bị chua hả cô? Nó bị chua với cái cọng bánh này nó mở đổ lông luôn đó. Dạ. Tôi có cái chiều cũng vậy. Nó nhìn nó bóng cái cọng bánh nè. Tôi vẫn để rửa một lò lửa dưới. Dạ. Ở đây bánh canh thì ăn kết hợp với thịt không hả cô? Thịt, cá lóc huyết. Dạ, cá lóc huyết nữa. Giờ này hết cá. Dạ. Dạ. Đây anh Quán Quay ăn mấy cái bánh cam? Tô bánh cam thôi ha. Đây ông thành phố gọi tô bánh cam ăn chung với bánh canh quý vị. Cuối cùng thì ông thành phố cũng gọi được một tô bánh canh quý vị. Như đây là một tô bánh cam 5.000, tô bánh canh gì là 15.000, tổng cộng là 20.000. Bên đây của anh Nghĩa Quang Quê anh cũng gọi một tô như nè quý vị. Trước tiên thì ẩm thực phố sẽ thử cái nước cái quý vị. Ở đây là có bánh canh này thường là sẽ có tỏi phi, rồi sẽ có hành, cô sẽ để miếng tiêu và thịt quý vị, có cá lóc nữa nhưng mà cô bán hết cá lóc thì rất sáng này. Sẽ cảm nhận cái nước niêm cả nhà quý vị. Nước niêm này là cô chia sẻ đó là nước niêm gia truyền đó quý vị, 200 triệu mà cô vẫn chưa không có chia sẻ được quý vị. Đây mời quý vị nha. Wow. Wow. Cái nước cái hậu ngọt ngọt dịu dịu quý vị, kiểu mà thơm thơm cái mùi tỏi phi á, nó có một cái vị gì đó là cũng là một cái bí quyết của cô. Và thịt đây ướp rất là vừa luôn quý vị, ăn miếng thịt cảm nhận rất là vừa ăn luôn. Mời quý vị nha. Đây là bánh cam quý vị. Thì nói chung ra là mình cũng không biết ăn cách thức sao, chỉ biết chấm vô đây thôi. Thì cứ chấm vô và ăn thôi quý vị ơi, cảm nhận rõ hơn. Nó trong nó dẻo dẻo. Cái phần đậu xanh á. Giòn. Giòn dẻo. Nói chung bánh cam này ăn kết hợp với bánh canh rất là ngon quý vị. Nói chung là cái vị giòn nó giữ được lâu quá quý vị,
cũng như mình ăn củ cải hay bánh mì á, mình chấm vào á thì mình nó sẽ vơi đi cái độ giòn, nhưng mà cái bánh cam này á, mình chấm lúc gì luôn nè, mình ăn nó vẫn còn giòn luôn á. Các quý vị thấy không, ẩm thực khô chấm 2 phút rồi mà nhai vẫn còn giòn á. Cái sợi bánh canh này á Khánh, nó dạ, dai dai mềm mềm, để trong đó khá là lâu nhưng mà không có bị bở, không bở luôn mà. Ừ, không bở, nhìn ngon lắm. Bí quyết nấu của cô á, cô chia sẻ bí quyết nấu á, đó là bí quyết nấu luôn mà làm nên cái thương hiệu mà mấy chục năm rồi. Mấy chục năm mà bây giờ là có người lại mua cái bí quyết mà cô vẫn chưa bán mấy vị. Lát anh em mình có mua. Không, lật vừa rồi á, có một khán giả của ẩm thực phố điện thoại nhờ ẩm thực phố đi hỏi giùm á cái công thức để mà làm nên cái sợi bánh canh và cái cách niêm mà bao nhiêu tiền á thì ảnh sẽ mua, nhưng mà ẩm thực phố thì không có chuyên ngành bên ẩm thực nên không có dám hỏi, chỉ cho số điện thoại ảnh tự liên hệ với vị. Mời vị nha. Cái thịt ở đây cô thái mỏng nha, và xào lên nó còn cái độ mềm nha, mềm ngọt, không có bị khô miếng thịt, và cũng rất là vừa ăn nữa. Miếng cam này có thể để lâu được quý vị ạ. Cảm nhận cá nhân của ẩm thực phố thì để lâu ăn cũng rất là êm á, cho hết vào luôn. Đã thiệt. Ăn lạ miệng ha. Lạ miệng ngon. Sự kết hợp hoàn hảo. Wow. Mời quý vị nha. Ăn tô bánh canh chung mấy vị. Nước đậm đà, bánh canh vị ngọt vị béo. Ồ, quá sái bây giờ, quá ngon. Đây nè, các em cũng ăn bánh canh rất là đông quý vị. Hôm nay mình đi chơi lễ hay gì các em? Ở gần đây không em? Mấy em ở gần đây không? Kiên Giang. Kiên Giang mà sao mình biết cái quán bánh canh bánh cam ở đây mà lại thưởng thức em? Vậy là em có ăn rồi ha, dắt mấy bạn lại. Đây là các em đi du lịch ở ở đâu ghé đây? Dạ, tụi em chuẩn bị đi Miếu Bà. Đi Miếu Bà. Dạ. Các bạn ăn một tô bánh canh là đi du lịch đấy vậy. Hôm nay là cũng là ngày lễ nè. Quá vui luôn. Chào cả nhà mình nha. Bye cả nhà mình.